Trong tập trước, chúng ta đã chứng kiến màn vào sân ấn tượng của các thí sinh Tâm Như, Văn Điều, Hoàng Vũ, Trường Lưu và Công Tuấn. Ở tập 2 này sẽ là sự xuất hiện của năm màu sắc cá tính tiếp theo. Phần thể hiện nào sẽ ghi dấu trong lòng ban giám khảo? Tất cả sẽ được hé lộ ngay bây giờ. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Chinh Phục Đam Mê. Chương trình do Đài Truyền Hình Vĩnh Long phối hợp cùng với Công ty Truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát sóng lại vào ngày hôm sau Chủ nhật vào lúc 13 giờ trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình của chúng ta đang bắt đầu với vòng đầu tiên, vòng tuyển chọn top 16, và một lần nữa xin được chào đón bốn vị ban giám khảo của chúng tôi. Nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh, nghệ sĩ Trúc Nhân và nghệ sĩ khách mời, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh. Và để giúp cho quý vị khán giả có cái nhìn hình dung và tổng quan hơn về luật thi của chúng tôi, ngay bây giờ xin mời quý vị xem qua một vài hình ảnh sau đây. Xin mời. Vượt qua các thí sinh ở vòng casting, có 20 thí sinh sẽ bước vào vòng tuyển chọn với phần dự thi diễn xuất cá nhân. Mỗi thí sinh sẽ dự thi một tiểu phẩm tự chọn để chinh phục ban giám khảo dựa trên thang điểm 10, bao gồm kỹ năng diễn xuất và trang phục. Kết thúc vòng thi này, 4 thí sinh thấp điểm nhất sẽ bị loại. 16 thí sinh còn lại sẽ bước tiếp vào thử thách tiếp theo với vòng thi có tên gọi Đại Cát Tìm Vàng phần 1. Và bây giờ xin được chào đón thí sinh đầu tiên ngày hôm nay, thí sinh Trần Đức Khoa. Dạ em nghe chị. Trời ơi chị yên tâm đi, cái vai này em chuẩn bị tâm lý kỹ lắm. Em nghĩ là ngày mai em tính là gặp anh đạo diễn để mà em... Không phải em, anh đạo diễn cắt vai em rồi. Bên sản xuất có họp lại thì quyết định đổi kịch bản, đổi luôn cả tuyến nhân vật. Thế nên là cái vai mới ở bên chị đang cần phải tìm người có dâu, đầu trọc, với cả cái tính cách nó phải tàn bạo, hung hăng hơn nhiều. Còn chị thấy là em vẫn còn đang hơi non với cái kinh nghiệm diễn xuất, với cả cái ngoại hình của em hiện tại á, nó đang không phù hợp với nhân vật. Còn về cái phần hợp đồng đã ký thì bên chị sẽ bồi thường lại hoàn toàn cho em. Nhưng mà chị ơi, thông cảm cho chị nha Khoa. Chị ơi, chị... Thỏa thuận của tao với mày là gì? Tao nói thỏa thuận của tao với mày là gì? Trả lời tao. Nếu không ít thân tay tao sẽ giết chết mày.
Dạ em nghe ạ. Em có phải là Đức Khoa không? Dạ phải. Anh có xem qua profile của em gửi đó, với lại những cái clip mà em đi casting đó, thì anh thấy rất là hợp trong dự án bên anh. Thì anh tính hỏi là ngày mai em có thời gian không để mà anh với em gặp nhau để mà có thể là thảo luận ha. Dạ được, ngày mai. Thì cái dự án của anh lần này sẽ là dự án học đường. Một cậu học sinh khoảng 20 tuổi. Anh thấy là về nét diễn, vóc dáng và kiểu tóc của em rất là hợp với dự án lần này của anh. Dạ, em cảm ơn anh. Vậy nếu như ngày mai... Nhưng mà anh ơi, học sinh không có tóc được không anh? Em đang giỡn với anh hả? Học sinh là có tóc chứ em. Thôi thì vậy là 8 giờ ngày mai nha. Ok nha. Đó chính là phần dự thi của thí sinh Trần Đức Khoa. Ngồi quan sát thì phát thấy các vị giám khảo cũng thúc thích nhẹ. Không biết là nghệ sĩ ưu tú Công Ninh cảm nhận phần thi này như thế nào ạ? Diễn rất là tốt á, nhưng mà nó chỉ có 2 chi tiết thôi. Rõ ràng khi em trình bày cái nhân vật này, tôi thấy em rất là yêu nghề và mong muốn được làm nghề. Tự nhiên người ta không mời em nữa. Em rơi vào cái trạng thái hoảng loạn. Và sau khi dứt cái cú telephone đó, tôi nghĩ là em không có đủ một cái ý thức để mà em đút cái điện thoại vô cái túi quần đâu. Dạ. Đó là cái chi tiết hơi sơ suất. Cái chi tiết thứ hai nữa là cái kết. Em lại lặp lại cảm xúc hoảng loạn khi em thấy được hình hài của em không giống như là cái hình hài một cái hãng phim thứ hai mời em. Nếu như là tôi thì sẽ không trình bày cái sự hoảng loạn đó bằng cái nét diễn vừa rồi, mà em ngồi phịch xuống, em nhìn trước gương và em tự cười mình. Dạ. Cái nụ cười nó chua chát. Chấm hết tiểu phẩm. Xong. Rồi, dạ, cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Mời nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh. Trong cái câu chuyện mà đam mê, có câu chuyện thật của anh. Hồi xưa lúc là sinh viên ra học năm 2 được mời đóng một cái vai mà phó đạo diễn nói là vai phụ. Một phân đoạn thôi mà hay lắm. Dạ. Là cái cảnh đó em bị xử bắn, mà gia đình em đứng xung quanh. Anh đã tập một tuần lễ cái ánh mắt của anh khi bị cột vô cột á. Thì 5 giờ sáng dậy tới đài truyền hình, tới 11 giờ khuya mới đầu quay cảnh đó. Rồi khi người ta giải anh ra cái cột á, thì phó đạo diễn lại chùm cái khăn màu đen chín mặt. Chùm cái khăn màu đen chín mặt. Màu đen chín mặt. Rồi xong. Làm tập diễn anh hai con mắt thôi. Đang bị sửa bắn nè. Bắn cái đùng cái anh dậy. Đùng cái anh dậy. Đạo diễn nói là khỏi dậy luôn. Bắn cái chết luôn. Không cho dậy luôn nữa. Em hiểu cảm giác không? Dạ. Chua chát. Mười mấy tiếng đồng hồ và không thấy mặt và bắn. Nhưng cái điều đó nó không có làm anh mất đi sự đam mê. Cái câu chuyện nó sẽ xúc động hơn và nó tính thực tế hơn. Dạ. Còn cái đàn ông mà mình cạo tóc á, mình ráng mình cho đau đớn hơn, thực ra cũng không có gì nhiều, hiểu không? Thí dụ em là con gái nữ đó mà đẩy tâm đơ đi một nhưng cái. Mà phải khen em là mặt em rất là biểu cảm, rất là nam tính, cố gắng cái giọng nói mình á. Dạ. Mình nhả cho nó tự nhiên, đừng có cảm giác gồng mềm mại thì nó sẽ gây được cái sự biểu cảm nhiều hơn. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn nghệ sĩ Tô Đức Thịnh. Và hy vọng em sẽ đạt được điểm thiệt là cao. Mời em về khu vực chờ nhé.
Và bây giờ là thí sinh tiếp theo, Trương Nhật Hàn, xin mời. Dạ Lucy xin chào. Bao nhiêu bộ quần áo đẹp nhất, mắc nhất mang ra đây cho tôi. Em đợi chị một xíu nha. Đây là những mã mới nhất bên shop cũng như là rất là phù hợp với em có thể lựa qua ha. Có bấy nhiêu thôi hả? Em thông cảm, nếu mà không được thì chị sẽ lựa thêm. Rườm ra. Cái quần nó rách rồi nè chị. Ủa? Em cố tình đúng không? Ý chị là sao? Ý chị là tôi cố tình làm rách rồi đổ thừa cho chị đó hả? Chứ còn gì nữa? Vừa ăn cướp lại vừa la làng. Giống như cái cách mà chị giật anh Minh từ tay tôi vậy đó hả? Bộ ba mẹ chị dạy chị là ra đường phải giật đồ người khác như nè, vậy hả? Đừng có mà đụng tới da mẹ của người khác. Rồi sao? Sao? Sao nào? Em không có xứng đáng ở cái trong cái shop này đâu. Chị không có tiếp nó lên nữa cũng không có bán cho cái loại người giống em. Đi. Nhắc lại lần cuối, tránh xa anh Minh ra. Còn không, chị sẽ gặp tôi dài dài đó. Nghe. Ủa alo em làm cái gì vậy em? Sao em chửi khách? Rồi người ta đánh giá một sao mất uy tín shop chị. Mai em nghỉ việc đi mệt ghê. Tiền lương tháng này trừ vô cái quần bị rách, nghe chưa? Dạ. Dạ con nghe mẹ. Con gái hả? Con đang làm gì vậy? Dạ con mới làm về. Làm về rồi ăn cơm chưa? Con vẫn bị ăn nè mẹ. Làm gì làm cũng nhớ là phải ăn uống đúng giờ rồi giữ gìn sức khỏe nha. Nếu mà có mệt á thì bữa nào xin nghỉ đi. Lâu rồi con cũng chưa có về nhà với mẹ mà. Dạ con biết rồi, mẹ ăn cơm đi nha. Đó, bây giờ chuẩn bị tắt điện thoại là khóc tu tu nè đúng không? Thôi mà, tôi biết con gái tôi mà. Thôi, mệt quá thì xin nghỉ vài bữa đi con, xong rồi về nhà với mẹ nè. Bây giờ giới trẻ nói cái gì mà về chữa lành rồi đó, đúng không? Vậy con về nhà mẹ nuôi con nha mẹ. Chuyện nhỏ, mẹ nuôi con được mười mấy hai chục năm rồi còn gì. Nhưng mà lần này không có nuôi lâu nữa đâu nha. Cũng phải lên lại kiếm việc khác làm. Mình cũng phải vấp ngã thêm mấy lần nữa rồi cái mình trưởng thành lên à. Mẹ nè. Mẹ mẹ giỡn thôi. Con gái, về dạ. Với mẹ nha. Mà mẹ ơi, con không có buồn lắm đâu. Tại mẹ gọi nên là con không có nhìn mẹ được nữa. Chứ con đậu được việc mới rồi. Vậy hả? Hôm bữa con đi phỏng vấn á mẹ, con đậu rồi. Con gái mẹ giỏi quá. Dạ con được làm nhân viên văn phòng rồi mẹ. Không có làm tóc quần áo nữa. Vậy con gái phải cố lên nha. Dạ. Mai con về nha. Con thăm ba mẹ mấy bữa rồi con lên, con đi làm tiếp. Về đây, mẹ làm mấy món mà con thích ha. Dạ.
Lên đây, em trốn đi đâu hả? Em phải ra đây. Tại sao vậy? Đây có phải là vai diễn hay là con người thật không bạn? Vai diễn của em thôi. Vai diễn thôi đúng không? Chứ em dễ thương lắm. Diễn đạt quá, em tên gì? Dạ em tên Phương Nam. Phương Nam. Dạ. Hai bạn diễn rất là hiểu ý nhau, ăn ý nhau. Và bạn nào diễn cũng ra vai hết trơn á. Dạ. Nhìn một bạn rất là đổng đảnh, kiểu nhìn là thấy ghét. Vai diễn thôi. Dạ. Còn Nhật Hàn nhìn thấy thương lắm nha, rất là bản lĩnh. Chúc mừng em có một cái tiết mục trọn vẹn. Em cảm ơn anh. Cảm ơn em. Mời phần nhận xét đến từ ban giám khảo. Mời cô Kim Xuân trước đi ạ. Thấy cái tiểu phẩm của con dễ thương lắm. Dạ. Hai đứa hóa thân nhập tâm rất là tốt. Khi đi làm giám khảo những cái chương trình mà liên quan tới nghệ thuật đó, thì cô cứ mơ ước là sẽ có những thế hệ nối tiếp. Và cái thế hệ đó phải vững vàng, để cho các bạn truyền thông đừng có nói cái câu là không thấy thế hệ kế thừa. Dạ. Những cái người mà đã từng trải qua công việc này không hề muốn có cái câu đó một chút nào hết. Ngồi ở đây hôm nay cô thấy là cả con, cả bạn con diễn tốt lắm. Và dạ, cô nghĩ là nếu con đam mê thật sự mà con toàn tâm toàn ý làm cái công việc này thì cái khu vườn nghệ thuật lại hân hạnh được đón tiếp con. Dạ, con rất cảm ơn cô. Là bước mắt đi. Dạ. Nhận xét mà rất lọc độc. Dạ, xin mời nghệ sĩ Trung Dân ạ. Cái cách bạn diễn tôi cảm nhận được, bạn không có giả. Cái cảm xúc của bạn nó tràn trề, câu chuyện của bạn nó thực tế. Tôi chỉ tiếc các bạn à, cái tiếng nói của bạn về diễn lại cho nó rõ ràng. Tướng tá thanh sắc được, cảm ơn bạn. Dạ, con cảm ơn chú Trung Dân. Dạ, này nói thêm đính chính cho em nó. Em nó đang phải niềng răng á chút. Dạ. Cho nên là chắc là hơi cản trở chút xíu. Tháo bộ niềng ra một cái đi, chấn động liền. Dạ. Dạ. Thôi vậy tôi không niềng đâu. Rồi bây giờ mời em về khu vực chờ nhé. Và bây giờ là thí sinh thứ ba, thí sinh Lương Đại Phong, xin mời. Là ơi sao non ơi, khắp núi rừng Tây Bắc sang ngời, mùa xuân đến ngàn hoa hè cười. Anh là ơi sao non ơi. mà anh lạ là gì, sao non là gì? Dạ anh là ơi hay là sao non ơi là em ơi đấy ngoại. Em ơi hả? Dạ mà ngoại, để con dạy cho ngoại nó tiếng Thái nhá. À mà ngoại ơi, con nghe nói ở miền Tây á có cua hoàng đế và tôm nữ hoàng nữa phải không ạ? Ở chỗ của ngoại á là có cua biển nè, tôm sú, tôm thẻ đồ hà, chứ mấy con đó không biết. Mấy con đó cũng được ngoại ạ, chứ con chưa bao giờ được ăn cả. Coi trên tivi á mà không biết mùi vị thế nào ta. Trời, coi vài bữa đó mẹ bay đưa tao về trống đó rồi dẫn bay về miền Tây chơi một chuyến. Lúc đó ha, ngoại bắt tôm cua cho bay ăn đã đời luôn, chịu không? Tao ta ngoại. Ừ. Nhưng mà phải nghe lời nghe không? Dạ. Yeah. Thế là mình sẽ được về miền Tây. Về. Yeah. Dạ, về miền Tây. Về miền Tây. Mà thôi, ngoại ơi, mình đi nhanh đi. Ừ. Về miền Tây. Cái gì? Ông ngoại ạ. Ông gì? Ông mật. Ủa ông hả? Dạ. Đâu? Đấy ngoại. Ông mật đấy ngoại ạ. Ông này nha, mình bỏ vào chai, mình đem đi bán là được nhiều tiền lắm đấy ngoại ạ. Trời ơi, mật ông ở rừng U Minh ở dưới tàu bán cũng được nhiều tiền vậy, làm như tao không biết à. Nhưng tụi ông này nhiều nhộng lắm. Để con đem về, con xào măng cho ngoài ăn. Nhộng ông xào măng hả? Dạ. Nghe ngon vậy. Đặc sản quê con đấy ngoại ạ. Ê, nghe thèm quá. Nhưng mà không được. Bay không có đồ bảo hộ, bắt một cái nó túa ra, nó đánh một cái là cái mỏ xương cái bụng mày đó. Ngoại yên tâm, con bắt được. Thôi, bữa nào có đồ bảo hộ nó lên bắt, bây giờ đi lên với ba má bay đi. Để nó túa ra nó đánh là chết đó, nghe lời ngoại. Không, con bắt được mà. Bây giờ nghe lời ngoại không, cái hoài à, đi đi.
Mà yên tâm, con đây nè, ở trên núi rừng kinh nghiệm 5 năm rồi. Cái gì mà 5 năm? Năm nay bay mới học có lớp 5 là bay 10 tuổi. Mà 10 tuổi là mà 5 năm. Ông trời ơi mày ơi, ông kìa trời ơi. Ông mày ơi, trời nó tốt quá, đau quá mày ơi. Trời ơi, mày ơi, nó tốt quá rồi. Trời ơi, trời ơi, đi qua đây nè con, đi qua đây nè con. Đây, đây, đi xuống chuối nè. Mày ơi, đi xuống này, đi xuống này. Nấp xuống, nấp xuống. Nấp xuống. Mày ơi, chịu con. Mày ơi. Im, mày im ở đó. Ngoại ơi, ngoại, ngoại ơi, ngoại ơi, ngoại. Còn hứa đưa con về miền Tây nữa mà. Ngoại ơi. Ngoại ơi. Ngoại ơi. Trời ơi, ngoài ơi cứu con mày ơi. Con má ơi. Mày ơi. Má ơi, má đừng bắt con. Người con toàn chất béo thôi. Ngoài. Ngoài. Má bắt ngoài con đi. Bắt ngoài mày phải không? Dạ. Ngoài, bắt ngoài. Ngoài mày đây nè, bắt cái gì? Ngoài. Ngoại ơi, ngoại, ngoại, ngoại ơi, ngoại còn sống mà ngoại ơi, ngoại ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, ngoại còn sống mà ngoại ơi. Mày quật tao thì tao mới chết đó. Ngoại ơi, con xin lỗi ngoại mà. Lên, ngoại ở đây nè, nó bỏ ở đâu? Đó, đi bắt ổ ong đó đi, còn lì hết. Không. Nãy giờ tôi giả bộ tôi núp, tôi hù thôi. Nín. Ngoại ở đây nè. Về miền Tây không? Có. Ăn tôm cua không? Có. Gì nín? Cười lên. Trời ơi, nó xấu. Thôi đi lên với ba má mày đi kìa. Dạ. Mà ngoại. Trời ơi, cái gì? Mày tính bắt ổ ong nữa hay gì? Hả? Ngoại cầm chắc tê con nhỉ? Con không muốn bắt ngoại nữa đâu. Ừ, chắc. Được chưa? Dạ. Mà ngoại ơi, ngoại hứa đưa con về miền Tây nha ngoại. Về. Dạ, về. Về miền Tây. Và đó chính là phần thi của thí sinh Lương Đại Phong. Cảm ơn bạn diễn viên trợ diễn rất là nhiều. Em tên gì? Dạ em tên là Thanh, hay còn gọi là Thanh Tiger. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Rồi. Còn bây giờ sẽ là những nhận xét đánh giá đến từ ban giám khảo. Mời nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân. Đa phần các bạn tham gia đây là diễn viên. Đây là tôi mới thấy một TikToker làm diễn viên. Con mê cái nghề diễn xuất này thì cô cũng cảm thấy cảm động. Câu chuyện của con rất là bình dị, không có gì hết. Nhưng mà cô có cảm xúc với câu chuyện này. Con nhập vai tốt. Với cô như vậy là nó đủ mà nó tốt. Cảm ơn con.
Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Công Ninh. Coi cái tiểu phẩm này thì cái vấn đề quan trọng nhất là cái cậu bé này cũng quyết định nghịch cái tổ ong. Thì cái nguyên nhân để mà quyết định đi đến nghịch cái tổ ong để cho tổ ong nó tan ra, để nó đánh những cái người nghịch phá đó, hiện giờ chưa có lý do, chưa có sự hợp lý. Tự nhiên bé này nó cứ quăng đại vậy. Em đã xác định nhân vật của em là 10 tuổi thì phải xác định cái chi tiết đó là xuất phát từ cái sự nghịch ngợm, chứ không phải là cố tình chọi cho nó tan ra cái tổ ong đó. Ở khoảnh khắc tôi thấy nhân vật nó cố tình, mà như vậy là không ra đứa bé 10 tuổi. Cho nên bắt đầu từ đó là tôi hết tin nhân vật em rồi. Em dù cho em diễn kiểu gì nữa, tôi không tin là những giọt nước mắt đó là nó xuất phát từ đứa trẻ, hoặc là những cái niềm vui đó nó xuất phát từ đứa trẻ. Cho nên hơi tiếc. Cảm ơn em. Em đã cố gắng hết sức rồi. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Công Ninh. Mời em về khu vực chờ nhé. Và bây giờ là thí sinh tiếp theo, Nguyễn Trần Huy Long. Em nghe điện thoại đi. Ba em. Con nghe nè ba. Ủa, ba chưa về Việt Nam nữa hả? Ừ, ba xin lỗi con. Ba có cuộc họp đột xuất nên chưa có về Việt Nam kịp. Hai đứa đừng có buồn ba nha. Nhưng mà ba hứa là ngày mốt ba sẽ có mặt, rồi ba sẽ đền bù cho hai đứa sau, hả? Dạ, dạ thôi không sao. Công việc của ba quan trọng hơn mà. Rồi chàng rể quý của ba đâu rồi? Ba muốn nói chuyện với nó một chút. Ba này, tụi con chưa đám cưới với nhau mà. Ừ, chào con. Dạ, con. Tối nay ba không thể có mặt, nhưng mà ngày mốt ba sẽ về. Con đừng buồn ba nha. Con sao vậy? Lắm. Ba em hỏi ba anh kìa. Anh sao vậy? Anh Lâm, anh trả lời ba em đi. Alo ba, con sao vậy Lâm? Anh Lâm, anh sao vậy? Anh chào ba em cái đi. Alo. Alo. Con ba không nhớ con hả ba? Con năm 1999 có một người đàn ông tên là Trần Khắc Hoàng, quê ở Thái Nguyên. Ông ta đã vào thành phố lập nghiệp, sau đó đã gặp và kết hôn với bà Huỳnh Minh Nguyệt. Cả hai đã cùng có với nhau một cậu con trai. Đến lúc cậu ấy đủ nhận thức, cậu ấy liên tục nhận được những trận đòn roi từ ba cậu ấy. Ông ấy giày vò mẹ con cậu ấy suốt bao nhiêu năm tháng. Rồi ông ta ruồng bỏ mẹ con cậu ấy đi theo một người phụ nữ khác, để cho mẹ cậu ấy phải uất ức mà qua đời. Trần Khắc Luân. Thằng Trần Khắc Luân là thằng Huỳnh Minh Lâm bây giờ. Con đã cố tình thay tên đổi họ. Con không muốn bằng tên bằng họ của ba một giây một phút nào hết. Con này ba, thằng Trần Khắc Luân của ba này ba, con trai ruột của ba với bà Huỳnh Minh Nguyệt,
Còn đây là Trần Hạ Linh. Có phải là em gái của... Làm sao có thể như vậy được? Tất cả là hiểu lầm thôi. Làm sao có thể như vậy được? Đúng rồi. Anh Lâm, anh với ba em đang giỡn đúng không? Bất ngờ gì mà không vui gì hết. Anh không biết. Chúng ta là... Tại sao? Tại sao? Không phải. Làm sao mà thế như vậy được? Và đó chính là phần thể hiện của thí sinh Nguyễn Trần Huy Long. Bạn tên gì? Dạ, em tên là Châu Diệp Anh. Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn Cường nha. Cảm ơn em rất nhiều. Mời nhận xét đến từ nghệ sĩ Trung Dân ạ. Cục diện của bạn thì nó cũng không phải là mới. Cách bạn diễn giải thì tôi xem, cá nhân tôi, tôi không hài lòng. Tôi nhìn thấy bạn không có cảm nhìn nhân vật. Nếu bạn chọn con đường này làm sự nghiệp để thỏa chí đam mê thì bạn phải có cảm xúc, bạn phải diễn thật. Hồi nãy rõ ràng tôi thấy bạn diễn ngoại hình. Cao trào tình cảm này đối với cá nhân tôi, tôi không chấp nhận cái cách diễn này. Tôi xin hết. Cảm ơn nghệ sĩ Trung Dân. Mời phần nhận xét đến từ giám khảo khách mời nghệ sĩ ưu tú Công Ninh. Em chọn cái trích đoạn hơi quá sức với em. Và cái quá sức của em nó dẫn đến cái diễn không thật. Khi em nhìn cái điện thoại, em thấy cái người trong điện thoại là chính là cái người cha của em ngày xưa. Bắt đầu từ cái chi tiết đó nó không thật. Nó không thuyết phục người xem rằng là em nhận ngay ra là người đó là cha của em. Cho nên em trình bày những cái cảm xúc của em từ đó trở đi cho tới kết thúc cái tiểu phẩm nó không thật luôn. Trong một cái hoàn cảnh quy định là em nhận ngay ra ổng là cái mối hận của cuộc đời em. Tự nhiên xung khắc mạnh mẽ như vậy trong khi bạn gái mình đứng kế bên, chắc gì là đúng rồi mà em làm vậy, tổn thương cái người bạn gái mình nữa. Một cái người đàn ông con trai lịch lãm không bao giờ có phản ứng như vậy, đúng không? Nếu mà để thi diễn xuất á, thì khi mà thấy được cái hình ông đó hoặc là nghe cái giọng ông đó đó là em phải chết lặng đi. Và cô bạn diễn phải đẩy có chuyện gì danh 5 phút đồng hồ trong vậy á, rồi thốt lên câu là ổng là ba ruột của anh. Đấy, ví dụ như vậy. Đừng có kể ra anh chi rồi xong rồi người ta nghe câu chuyện, người ta bắt bẻ những cái câu chuyện linh ta linh tinh chi tiết. Mà mình có 6-7 phút. Cái lại em không thể khẳng định được. Em phải ở trong trạng thái nghi ngờ thôi. Và kết thúc ở cái tiểu phẩm này, sau khi người bạn gái kia đi, em ngồi em đau đớn không biết. Không lẽ người đàn ông đó là ba của mình? Lúc đó khán giả mới thú vị. Người ta sẽ không hiểu tại sao thằng bé này nó cứ ngơ ngơ ngác ngác sau khi nó nhận cú điện thoại như vậy. Rồi cuối cùng em ngồi đó, em nói câu cuối cùng đó, người ta mới hiểu. À, té ra có thể là như vậy. Mà làm thì làm phải là gặp mặt trực tiếp. Đúng rồi, chứ không thể nào xác định liền. Trời ơi, ba của bạn gái mình mà chửi ổng ra rã gì. Quá trời. quá trời. Xin được cảm ơn phần nhận xét đến từ 4 vị giám khảo. Mời em về khu vực chờ nha. Và bây giờ là thí sinh cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay, thí sinh Bùi Minh Đức, xin mời.
Dạ, chú Bảy hả? Dạ, dạ, con Đức chạy xe ôm nè chú Bảy. Dạ, bữa nay nhà con có chuyện gấp nên là chú gọi xe khác giùm con nha chú. Dạ, dạ, con cảm ơn chú. Dạ, chú thông cảm giùm con nha. Dạ, dạ, dạ. Nghe máy đi Tùng ơi, nghe máy đi Tùng ơi. Ê Tùng, 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 coi coi giùm tôi coi cái cà vạt nào được vậy? Cái này hay cái này? Cái này nha. Rồi, rồi. Rồi yên tâm đi, yên tâm, đồ tôi sẽ bảo quản cho bạn cẩn thận nha nè. Rồi vậy nha. Rồi tôi cảm ơn nha. Rồi. Người yêu. Em sao em ở đây? Ủa? Sao em lại không được ở đây? Nhưng ai mở cửa cho em vô đây? Anh vô anh có khóa cửa đâu. Nhưng mà anh đang thay đồ mà. Thay đồ? Nè, sao hôm nay anh lại mặc đồ này? Ủa, anh thấy bộ đồ này đẹp mà. Biết là bộ đồ đẹp rồi, nhưng mà nó không phải là anh. Thì bữa nay là kỷ niệm tụi mình yêu nhau một năm trời, thì em cũng mới cho anh mặc đồ đẹp chứ. Không, em không chịu đâu. Em yêu anh đó là hàng ngày anh mặc đồ bình thường mà, tự nhiên nên anh mặc đồ đẹp, em không chịu đâu. Rồi, 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 anh nghe lời em, anh nghe lời em, anh nghe lời em. Trời đất ơi, đồ đẹp. Nè, thôi em để đó đi, em để đó đi. Để đi, xíu anh làm cho. Để em coi giùm anh mặc vậy được chưa. Nè. Sao vậy? Không, không có chịu đâu. Cái này đâu phải là anh đâu. Nè, em coi được chưa? Cái quần này của anh á. Nhưng mà anh còn đôi giày này nữa. Trời đất ơi, em giận anh luôn á. Chứ bây giờ em muốn sao không nhỉ? Bữa nay đi ăn mà em bắt anh mặc quần áo vậy, rồi đi đôi giày này, rồi đi đôi dép này sao? Đúng rồi, em chỉ muốn là anh thôi. Em không muốn là anh phải xe du diện đồ đâu. Đúng rồi, đây mới là người yêu của em nè. Em coi kìa, em mặc đồ vậy, các em bắt anh mặc đồ vậy, đi ăn. Có sao đâu, tại vì ở nhà, em là người yêu của anh, em phải để cho anh hãnh diện chứ. Ủa, chứ em không muốn người ta hãnh diện về em hả? Không, tại vì ở nhà, em yêu anh á, là tại vì anh là anh. Thiệt không? Sao mà cứ hỏi mấy câu vô tri hoài vậy trời? Thôi mà, đừng có giận anh nữa mà, anh biết rồi. Anh hứa từ nay anh sẽ không đi mượn đồ của ai hết. Và anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để anh tự lo cho bản thân của mình, cũng như là anh sẽ lo tương lai của hai chúng mình. Nói thì dễ lắm, kiếm tiền hả thì khó, xài tiền mới dễ. Xài tiền thì dễ, nhưng mà kiếm tiền cùng nhau mới khó. Hứa thì dễ lắm, nhưng mà làm mới khó. Vậy thì em sẽ hy vọng anh và em sau này sẽ cùng đi với nhau đến hết cuộc đời. À, gì? Bây giờ anh chở em đi ăn nha. Em muốn đi ăn gì? Ăn gì cũng được. Ăn gì cũng được, ăn gì cũng được là ăn cái gì? Miễn là ăn cùng anh. Vậy em muốn anh chở em đi bằng xe gì nè? Xe hả? Xe gì cũng được. Chiếc cúp 50 của anh em cũng đi nữa hả? Đúng rồi, miễn là anh phải chở em. Vậy em muốn đi đâu? Đi đâu cũng được. Đi đâu cũng được. Nhưng mà nơi đó phải có anh và em. Vậy anh chở em tới cuối cuộc đời của anh luôn nha. Không. Ủa sao vậy? Hồi nãy mới nói yêu người ta xong bây giờ vậy đó. Vậy không, không, không là sao? Là không bao giờ được yêu anh. Nè, nghiêm túc nghe anh nói nè. Anh nói là nghiêm túc, nghe anh nói nè. Nghiêm túc? Anh yêu em nhiều lắm á. Là nghiêm túc chưa?
thật lòng anh yêu em. Và đó chính là phần thể hiện của thí sinh Bùi Minh Đức. Cảm ơn em. Em tên gì? Xin chào anh Tương Phát ạ. Em là Hồng Thắm. Ừ, cảm ơn em. Em cảm ơn anh. À, coi chừng đi nhớ đóng cửa lại giùm em. Rồi, giờ phòng trọ chỉ còn hai đứa mình thôi. Dạ. Ngồi xuống đây đó. Dạ, mời anh ngồi chơi. À, em nói rồi, bé đó đừng quen. Tới cả cái nè, đề bộ mà nó thấy nó không xếp là giùm anh nữa. Thôi đừng anh, anh để đó xíu bộ em xếp. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Hả? Chê hả? Vậy thôi đóng tiền nhà tháng này đi. Chứ em nợ anh cũng lâu lắm rồi đó. Anh thông cảm giùm em, mấy bữa nay chạy ế quá nên là em không có... Em ơi, em chạy ế, anh cũng ế về em. Anh cũng ế về em. Không phải, kinh tế khó khăn cái gì nữa. Khó dữ lắm. Mà kinh tế nó không khó bằng cái này đâu. Anh nói ra em sợ liền. Biết cái gì khó không? Dạ không. Nhận xét của ban giám khảo. Nhận xét của ban giám khảo. Trời ơi, duyên dáng quá trời. Cái gì chứ, cái này rén. Dạ, mời nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh ạ. Em dễ thương. Cái gì em làm ở trên sân khấu á, nó đều có cảm giác là thật hết. Cái câu chuyện của em nó chỉ bị thiếu một thứ thôi, là một cái biến cố để nhân vật của em nó có một cái cơ hội bộc lộ cái sự xung đột nào đó. Ví dụ như sau cái cảnh này đi, ông bố của cô ấy tới đề nghị em là phải chấm dứt cái mối quan hệ này với cái tiền là 1 triệu đô. Rồi em có nhận 1 triệu đô đó không? Dạ. Sao không nhận? 1 triệu đô đó phát là nó nhận liền đó. Trời ơi, khỏi cần, em soạn sẵn vali rồi. Sẵn vali rồi. Có nghĩa mình phải tìm một cái tình tiết để nhân vật mình có cái sự thay đổi. Chứ nếu không nó cứ từ đầu đến đuôi là như vậy đó, chuẩn bị gì hết. Nó không có cái mà em rất là thật, cái mặt em nó phải vô cái tình huống đó nó mới ok. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn anh. Dạ. Xin mời phần nhận xét từ nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân. Mấy cặp yêu nhau nhiều khi nói chuyện vô tri lắm. Hai đứa làm được cái điều đó. Không, khúc đó không có diễn đâu cô. Không, thiệt mà. Mà không biết mấy bạn trẻ thì thấy sao. Yêu nhau nhiều đứa nó nói chuyện mình ngồi nghe nó vô tri lắm luôn á. Nhưng mà là tụi nó yêu lắm luôn. Thì hai đứa y chang vậy đó. Tự nhiên cô thấy cô thú vị. Từ hai bàn tay trắng, các con đến với nhau và các con sẽ gây dựng được sự nghiệp với cái đồng lòng. Hồi nãy có một câu lúc mà con ôm người yêu con nói là anh sẽ chở em đi suốt cuộc đời. Cái câu đó làm cô cảm động. Một cái lát cắt tưởng như là nhẹ nhàng, nhưng mà tự nhiên cô Xuân cảm thấy thấm. Và cô Xuân thấy là các bạn trẻ hiện nay khi xem cái câu chuyện này của con, có nhiều bạn sẽ suy nghĩ lại về tình yêu của mình. Mình đang đặt vấn đề vật chất hay là chúng ta yêu thật sự, chúng ta cùng nhau vượt qua giông to bão lớn. Con chạm vào trái tim cô. Cảm ơn con rất là nhiều. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn phần nhận xét đến từ ban giám khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại top 5 thí sinh có mặt trong đêm thi đấu ngày hôm nay. Xin mời. Thí sinh Trần Đức Khoa, Trương Nhật Hàn, Lương Đại Phong, Nguyễn Trần Huy Lâm và Bùi Minh Đức. Những kịch bản đầy cam go, hấp dẫn và đầy kịch tính vẫn hứa hẹn chờ đợi quý vị khán giả ở những tập phát sóng tiếp theo của chương trình Chinh Phục Đam Mê. Và chúng ta có hẹn vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau chủ nhật trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình Chinh Phục Đam Mê do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty truyền thông Vi thực hiện. Còn bây giờ tất cả chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Không biết gì hết.